Ok, chào các bạn nha. Thì bên mình bắt đầu làm việc. Ok, trước khi làm việc thì mình giới thiệu sơ một vòng cho bạn xem nha. Đầu tiên là cái này nè các bạn. Cái này thì mình sẽ dùng chạy những con này nè. Cái này để chuyên chạy những con sếp lớn các bạn. Sếp 86 á nha. Những con đó đó. À, những con 86 á, lớn á. Thì cái này và những cái step cỡ lớn này nè, cỡ này nha, thì một cái này là 12 newton trên mét nha, nó tương đương với động cơ từ tầm khoảng sạc vô khoảng 1 kW các bạn. Đó, thì bộ này thì nó rất là dễ xài, nó vừa dễ xài mà cái vi bước nó cực cao luôn các bạn. Vi bước 25.000 nha, mun sr vi bước 25.000, dòng tối đa 7.8A nha. Con này thì chạy rất là ok. Trước đây mình cũng xài qua rồi. Bây giờ mình sẽ mua thêm vài cái để ráp bên máy á. Thì hiện tại bên mình đang có chương trình giảm giá. Giống như mình cái chỗ này họ bán xả các bạn. Khách nào cần thì mình sẽ liên mua giùm nha. Thì A584. Con này nếu mà khách nào mua giùm mà mình mua giùm á, thì mình sẽ hỗ trợ một phần nào đó việc mà đấu nối á. Đấu nối nha. Và mình mua giùm thì mua giùm cái động cơ, mua cái step moon này. Còn cái động cơ á, à cái driver moon thì mình mua hộ nha. Còn động cơ thì mình sẽ bán nha. Bên mình bán, mình kết hợp hai bên. Cái này thì để mà chạy những con nhỏ nhỏ step 57 á các bạn, chạy là dư sức nha. Chạy rất là tốt. 57 nè, cho tới 86 nha. Đó, 57 thì thông thường nó dao động tầm 2-3A, có con lên 4A 5A, nhưng mà đa phần 2-3A. Còn 86 thì 5A đổ lại nha, tùy con. Cho nên cái driver này nó sẽ, nói chung là nó xử lý được hết nha. Hầu như từ step 86 đổ lại nha, tất cả luôn đó. Thì bên mình đang bán động cơ bước nha. Cái này là mình sẽ đặt hàng, nếu mà khách nào cần mua trọn bộ nha, mình sẽ hỗ trợ đấu nối. Và bên mình cũng bán luôn những cái bộ vi điều khiển á, vi điều khiển nha, tùy khách nha. Có thể controller hay là những cái bộ phát xung mini thôi nha. Ở đây thì mình đang còn cái này chạy ok các bạn. Cái này nó có cái thắng nè, có thắng nè, hai dây thắng nè. Động cơ bước 57 nè, có thắng thì khá là hiếm hàng. Ở đây mình còn được hai con có thắng nè, hai con thắng từ, động cơ bước có thắng từ. Cái này hai pha nha, hai pha giống nhau hết, chạy được cái này ok hết nha, chạy rất ok. Thì cái driver này mình hiện tại đang bán là 340 nha, 340. Còn khách nào mua kèm những cái động cơ thì mình sẽ tính riêng nha. Cái driver này nó sẽ điều khiển được hầu như tất cả những cái động cơ này. Thì hai cái này á là 300k một cái nha, động cơ bước 57 có thắng nha. Loại này động cơ dài nè, cái này động cơ nó ngắn hơn xíu. Cái ngắn này thì hàng xịn nha, hàng San Motion của San Yodenki 6A các bạn, nhìn nhỏ này chứ, nhưng mà 6A nha. Con này cũng không phải dẫn chơi nha, tại vì thông thường những động cơ bước nhỏ đó nó tầm 2-3A thôi. Cái này size 57 mà con này tận 6A. Con này nó có luôn cái driver, hai cả hai đều có cái encoder phía sau. Mini beer. Lexin 23. Thì cái này thì nó có cái encoder nhưng mình không có xài các bạn. Đa phần mình không có xài. Trừ khi chạy driver hãng thì mới xài được nha. Thì mỗi cái mình đang bán là 300k có thắng nha. Còn không thắng là 140k. Không thắng size 57 nha, 140k với 340 nha. Khách nào cần thì mình sẽ ráp lại. Còn step size 86 thì tùy cái nha các bạn, tùy cái nha. Dao động từ 300 tới tầm 400, hơn 450. Step 57 thì hiện tại mình còn như vậy thôi các bạn. Step 57. À đây.
Đây, cái này thì cái này chạy với con này nha. Rất là ngon. Hai pha nè các bạn. Nha, con này với con này là đỉnh luôn nha. Một bộ set 86. Con này của Tamagawa nha. Con này cỡ 5A nha. 5A Tamagawa. Còn quay rất êm. Con này mình bán 350k nha, 350k. Nha, khách nào cần mình sẽ ghép một bộ như vậy nha. Còn bo phát xung điều khiển thì có thể điều khiển theo chương trình được các bạn. Có thể chạy tới lui hoặc là chạy tùy nha, tùy ứng dụng. Ví dụ nhấn một cái thì nó chạy tới bao nhiêu á, tùy khách yêu cầu. Bữa nay còn mình còn hai bộ này nè, tí mình lấy ra mình test hết luôn nha. Test để xem mà khách nào cần thì mình bán rẻ lại. Nè, đây. Đây một bộ. 63.000. Để chú anh chuyển khoản cho. Còn không chiều lấy hàng anh gửi luôn. Còn không lát chuyển khoản. Ừ. Lô. Step thì không có nhiều mà. Bên mình không có bán nhiều step. Ở đây còn một con xịn nữa. Con này khách nào ấy thì mình sẽ tháo ra bán. Con 86 à. Con này chạy với cái driver đó là ngon lắm các bạn. Con này không để dòng nữa. Nhưng mà tầm khoảng 5A. Ok, bữa nay mình sẽ dọn ra một số đồ ra mà. Mình test nè. Test thanh lý hết. Nè, cái này nữa các bạn. Cái này chuyên cắt cỏ. Cả ba con này đều là hàng rìu bi hết nha. Cả hai con này hàng rìu bi. Bộ này 800 nha. Bộ này cũng 800 luôn, hai bộ 800. Bộ này có than, bộ này không than. Bộ này 650W nha. Bộ này 565W. Tí mình test nha. Con này đã tháo cái dàn cắt cỏ ra, cái lưỡi cắt cỏ. Con này thì tháo cái dàn xới. Ruby. Bữa nay đi lên một combo trôi trả đơn anh khách. Bao ship 650k. Trả đơn trôi. IC thì bây giờ mình sẽ mod về tận 12 luôn các bạn. Mình không mod về 24 nữa nha. Mod về tận 12 cho khách luôn. Nên khách nào có xài thì cho nó dễ. Đơn đầu quạt lên quá trời các bạn. Bây giờ mình tập trung mình làm khỏi nghỉ trưa luôn á. Trả luôn, cho nó xong. Mod về tận 12 luôn nha. Cái combo này chạy 12 tới 48. Không mốt về 24 đâu, mình mốt về tận 12 luôn. Không để cho khách nào dễ xài hơn chút. 650k một combo nha. Động cơ không chổi than. Trôi cực khỏe êm. Ok, bữa nay mình giới thiệu thêm về cái loại này nha các bạn. Cái loại driver cộng với động cơ bước. Hai cái có thắng. Cực hiếm nha. Cái này 6A. Cái này là 5A, động cơ bước 86. Ok, động cơ bước thì mình không có nhiều nha. Thì sau động cơ bước á thì mình sẽ soạn ra những cái servo, cái bộ combo servo trọn bộ nha, chạy xung. Mình đấu sẵn hết nha. Đây ạ. Tại vì mình có rất là nhiều á. Lên mấy bộ bán cho khách. Lên giới thiệu. Một bộ nha, đầy đủ dây jack hết. Đầy đủ dây jack nha. 100W Omron. Cái này hiện tại mình có 5-6 bộ. Với lại mấy bộ Mitsu nữa. Sắp tới mình sẽ mở bán mấy cái loại này. Ở đây còn một bộ zin nguyên bản Nova
400W. Còn hai bộ của cái thằng cái này mình có mấy bộ chứ? 400W của Nova chạy 220 nha. 400W sạc vô. Ok, sắp tới xong cái giới thiệu xong cái loại này. Bữa nay chắc không rảnh ha, mình sẽ ráp một cái bo điều khiển để test thử cho bạn xem. Rồi mình chuyển sang cái dạng sạc vô. Chuyển sang sạc vô. Ok, nay tiếp tục trả đơn đầu quạt chứ các bạn, combo quạt nha. Hiện tại sáng có một khách đặt thêm hai combo chạy B3. B3 thì mình chuyển sang mình xài cái loại mà 1.7A các bạn. Loại này nè. Cái loại này nè. Loại này. Loại này thì nó nhỉnh hơn chút xíu so với cái con 11W mình vừa giới thiệu nha. Nó nhỉnh hơn, công suất nó cao hơn chút á. Cái rotor nó cũng to hơn chút. Loại này. Đây, làm combo như vậy nữa các bạn. Hiện tại một combo như vậy là 200 nha. 200. Khách nào mua hai combo thì bao ship. Chạy cánh B3 tay voi ok, êm, khỏe. Hai combo. Một combo thì bao gồm một động cơ nè, đấu mạch, cộng với một bát nhựa, cộng với một ti cổ quạt nhé. Là trọn bộ. Cộng với một cái mạch điều khiển đó, là xong, đủ bộ nha. Khách về ráp vào cái quạt 220 hỏng á. Ráp chúng mình. Ok, clip này thì mình dừng ở đây nha. Clip này mình sẽ giới thiệu 340 nha. Cái driver xịn, nguyên zin, bao zin từ hãng Moon. Thì 340. Và cái này thì khách nào đặt thì mình sẽ đặt về. Còn hiện tại mình sẽ giới thiệu tới một số dòng động cơ bước nha. Cái này bụi như các bạn. Size 86, 2 pha. Size 57, 2 pha. Tất cả 2 pha hết. Chạy với cái driver này rất là ngon nha. Đó, driver này thì nó chạy được tất cả những cái này luôn. Cái này khoảng 5A nha. Cái này 6A. Còn lại cái này tầm 2-3A các bạn. Cái này thì mình không rõ. Nhưng mà cái này tầm 3-4A. Đặc biệt hai cái có thắng, động cơ bước có thắng. Cái 86 này thì khoảng 5-6A nha. 5-6A nó sẽ giống cái này. Cái này mình bán là 350 nha, 350. Còn cái này nãy mình giới thiệu là 300 nha, tại vì nó có thắng các bạn. Còn cái này 140 nha, 140, giá bằng giá Shopee. Còn cái này thì 400. Cái size 86 lớn à. 86 lớn à. Ok. Khách nào cần luôn bo điều khiển hoặc chương trình á thì alo shop nha. Nó sẽ làm theo yêu cầu.